Trần Diệu Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật buổi tối. Và trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay thì vẫn giới thiệu quý vị nào muốn học tiếng Anh phát âm đúng và phát âm hay hơn tôi là nhiều nhiều, bởi vì tôi phát âm tiếng Anh dở lắm. Nhưng mà quý vị muốn học và phát âm tiếng Anh thì tôi có người bạn, cô là tên là Lina Nguyễn, là bạn của tôi và cũng là từng là sướng ngôn viên đài truyền hình Mỹ nhiều năm. Và bây giờ thì Lina có một channel trên YouTube. Quý vị nào muốn học tiếng Anh có thể bấm vào YouTube ở cái trang Lina Nguyễn, mà quý vị nhìn thấy cái logo mà có cái background của một cái cánh đồng xanh với lại cái áo màu đen này mới đúng nha quý vị. Vào trong đó quý vị ghi danh thì quý vị sẽ được những cái bài học của Lina Nguyễn, và Lina Nguyễn sẽ hướng dẫn cho quý vị cái cách phát âm đúng theo tiêu chuẩn của Mỹ mà còn hay hơn Mỹ nữa, tại vì Lina là một trong những sướng ngôn viên lâu đời ở đài truyền hình Mỹ. Cảm ơn tất cả mọi người. Và bây giờ thì chúng ta bước qua cái phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết là phần tin quốc tế. Tổng thống của Iran cho biết việc xuất cảng dầu của Iran đã tăng gấp đôi kể từ tháng 8 năm ngoái. Tổng thống của Iran trong ngày thứ hai cho biết quốc gia của ông ta đã xuất hạ cảng dầu hỏa gấp đôi kể từ khi mà ông ta nhận chức vào tháng 8, bất kể lệnh cấm vận nặng nề nhắm vào việc mà nhập cảng dầu từ phía của Hoa Kỳ và là cấm nhà xuất cảng dầu của Iran. Ông Ibrahim Raisi đã lên tiếng và nói rằng việc xuất cảng dầu của Iran đã tăng gấp đôi và chúng ta sẽ không lo ngại về việc bán dầu của chúng ta. Lời phát biểu này của ông ta được đưa ra giữa lúc mà tình hình quốc tế đang bị thiếu hụt trầm trọng về năng lượng và thị trường quốc tế có thể sẽ ảnh hưởng lớn hơn nếu như trong thời gian tới mà phía Âu Châu cấm dầu hỏa với Nga. Và điều này có thể dẫn tới việc là các quốc gia trong Liên hiệp Âu Châu có thể ép chính quyền của Joe Biden phải ký một cái thỏa ước nguyên tử với Iran để có thể giải tỏa lệnh cấm vận cấm bán dầu khí của Iran ra các quốc gia ở đồng minh của Hoa Kỳ, mà trong đó thì phía của các quốc gia trong Liên minh Âu Châu đang tìm cách tránh dần cái ảnh hưởng năng lượng từ phía Nga. Đây được xem là một trong những cái lời phát biểu mới nhất của Tổng thống Iran. Và trong đó thì giá dầu thô ngày hôm nay đã lên tới 105 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Bên cạnh đó thì phía của Iran và phía của Hoa Kỳ đang gặp bế tắc trong vấn đề thỏa ước về nguyên tử. Trong đó thì phía Iran yêu cầu phía Hoa Kỳ trong một cái đòi hỏi tiên quyết là phải tháo gỡ ra khỏi danh sách tổ chức khủng bố quốc tế của lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran. Một điều mà Tổng thống Trump đã ban hành vào năm 2019 và xem tổ chức này là tổ chức khủng bố và bảo trợ cho khủng bố. Chính quyền của Joe Biden có vẻ như đã muốn thương thuyết trong vấn đề này. Tuy nhiên, các thành viên trong Quốc hội của Hoa Kỳ đã áp lực nặng nề, thậm chí đã có một dự luật cản trở chính quyền của Joe Biden ký thỏa ước về JCPOA, tức là thỏa ước nguyên tử với Iran năm 2015. Nếu như mà chính quyền của Joe Biden tháo gỡ cái tổ chức này ra khỏi danh sách khủng bố, đây được xem là một trong những cái tuyên bố mới nhất của ông Tổng thống của Iran. Cùng một lượt thì Hoa Kỳ đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào ngày thứ Tư trong một cuộc họp đặc biệt liên quan tới việc thử vũ khí của Bắc Hàn. Bản tin mới nhất cho biết Hoa Kỳ đã chính thức kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào ngày thứ Tư, tiếp theo sau việc mà Bắc Hàn lại tiếp tục thử nghiệm hỏa tiễn đạn đạo của họ, và dường như lần này họ bắn từ một cái tiềm thủy đỉnh. Cuộc thử nghiệm này là cái cuộc dấu hiệu mới nhất cho thấy Bắc Hàn và nhà lãnh đạo của họ là ông Kim Jong-un sẽ tiếp tục tăng tốc việc phát triển cái chương trình vũ khí nguyên tử của họ. Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng và nói rằng là họ sẽ có một cái cuộc họp trong tháng này, và đặc biệt là trong tháng này lại là tháng luân phiên mà Hoa Kỳ trở thành chủ tịch của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và kêu gọi thảo luận về cái biến chuyển mới nhất ở Bắc Hàn. Và phát ngôn viên của Hoa Kỳ ở tại Liên Hiệp Quốc, tức là đại sứ của Hoa Kỳ, nói rằng là cần phải có một phiên họp này để mà đưa ra một cái nghị quyết lên án việc Bắc Hàn đã vi phạm lệnh cấm vận và nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Trong năm nay, tổng cộng Bắc Hàn đã có 15 lần bắn thử các vũ khí của họ, bao gồm luôn các vũ khí hỏa tiễn đạn đạo xuyên quốc gia. Đây được xem là lần thử nghiệm khá nhiều so với cái thời kỳ của năm 2017. Và việc bắn thử vào ngày thứ Bảy, Bắc Hàn lần đầu tiên đã bắn thử các hỏa tiễn của họ.
từ tiền Thụy Đỉnh, một cái hệ thống mà họ đã hoàn tất từ tháng 10 năm 2021, và lúc đó thì họ bắn thử cái loại hỏa tiễn tầm ngắn. Phía phát ngôn viên của phía Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là Phát Han Hát trong ngày thứ hai cho biết, phía Liên Hợp Quốc đặc biệt lo ngại về tất cả những chương trình vũ khí hiện nay của Bắc Hàn và lo ngại rằng tình hình này sẽ dẫn tới sự căng thẳng của bán đảo Triều Tiên. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Tổng thống Joe Biden đã chính thức tái ký lại một cái sắc lệnh, trong đó gọi là Land Lease, một cái dự luật vốn đã có từ thời đệ nhị thế chiến và bây giờ đã được ký trở lại để đối phó với tình trạng Putin đang xâm lăng vào Ukraine. Đây là một cái luật mà cho phép quân đội của Hoa Kỳ và Bộ Quốc phòng cũng như chính phủ Hoa Kỳ có thể cho vay mượn vũ khí từ những quốc gia khác để đối phó với những tiềm năng đe dọa. Washington đã bắt đầu có những cái hành động được xem là cứng rắn hơn với việc Nga xâm lăng Ukraine vào ngày thứ hai, giữa lúc mà ông Tổng thống Joe Biden đã ký một dự luật trong đó đã được lưỡng đảng đề nghị là phải tái lập lại một cái chương trình gọi là Land Lease, một chương trình giúp để đánh bại Đức Quốc xã trong thời đệ nhị thế chiến nhằm giúp cho Kiev và các đồng minh ở khu vực ở Đông Âu. Và dự luật này bao gồm luôn việc mà ông đã đề nghị là có thêm 33 tỷ Mỹ kim để hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc chiến giữa lúc mà phía của Nga đang có cái ngày gọi là kỷ niệm đại thắng của đệ nhị thế chiến vào ngày hôm nay. Và việc ký kết này, ông Biden nói rằng ông cuộc chiến của Putin sẽ có thêm những cái sự thách thức mới, và trong đó thì đây là một cái luật vốn đã được ban hành trong đệ nhị thế chiến và trước đệ nhị thế chiến cũng như sau đệ nhị thế chiến, trong đó Hoa Kỳ có thể cho những quốc gia đồng minh hoặc đối tác của mình vay mượn vũ khí để đối phó lại với lại cái cuộc tấn công từ phía lực lượng Đức Quốc xã, và suốt 70 năm qua thì nó đã không có được sử dụng, nay nó chính thức được sử dụng trở lại. Và việc ký kết này là đã có một cái dấu hiệu giữa Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ, trong đó thì nó đã được thông qua ở tại Hạ viện, và trong đó thì chỉ có 10 thành viên của Đảng Cộng hòa là phản đối, còn hầu hết đã ủng hộ cho việc này. Bên cạnh đó, trên sàn Thượng viện cũng đã ủng hộ cho cái việc mà ký lại cái sắc lệnh này nhằm hỗ trợ cho Ukraine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Cùng một lượt, Hoa Kỳ cần phải ngưng lại tất cả những cái thuế đánh vào thép của Ukraine trong vòng 1 năm. Hoa Kỳ cho biết họ sẽ ngưng lại tất cả những cái mức thuế đánh vào ngành thép của Ukraine trong vòng 1 năm, theo tường trình của Bộ Thương mại cho biết, chỉ ra thấy rằng sự thiệt hại cuộc chiến của Vladimir Putin tại Ukraine đã gây ảnh hưởng tới kỹ nghệ này. Có rất nhiều những cái cộng đồng sản xuất thép ở Ukraine đã chịu đựng rất là nhiều về sự bức hại của Putin, và việc mà luyện thép ở Mariupol đã là một cái hình ảnh cho chúng ta thấy rõ, và Bộ Thương mại cho biết rằng họ sẽ tháo gỡ tất cả những cái mức thuế đánh vào ngành thép của Ukraine trong vòng 1 năm, giúp cho ngành thép của Ukraine có thể tiếp tục phát triển và sản xuất để có thể cung ứng cho thị trường thế giới, đồng thời giúp cho quốc gia này có thêm nguồn tài chánh để có được cái cuộc chiến chống lại sự xâm lăng của Nga. Đây được xem là một quyết định mới nhất của Bộ Tài chánh Hoa Kỳ đưa ra và kể cả Bộ Thương mại của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Ukraine ngày hôm nay. Trong khi đó, bản tin từ đài truyền hình Newsmax cho biết là chính quyền của ông Tổng thống Joe Biden đã không vui lắm khi mà cái tin tức về việc mà tiết lộ tin tức tình báo cho Ukraine, và dường như là ông ta không muốn cho cái cục tình báo có được một cái tín dụng nào. Ông Tổng thống Joe Biden đã không cảm thấy hài lòng khi mà có những cái tiết lộ cho rằng là cơ quan tình báo của Hoa Kỳ đã hỗ trợ cho Ukraine trong việc mà tấn công vào một chiếc chiến hạm của Nga và kể cả các vị trí của các tư lệnh Nga ở tại Ukraine. Phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc vừa chuẩn bị ra đi là Jen Psaki nói với các thông tấn viên ngày thứ hai. Bà ta nói rằng Tổng thống đã cảm thấy rằng là không hài lòng với cái việc tiết lộ này. Quan điểm của ông ta là vẫn tiếp tục giữ vai trò của chúng tôi và làm cách nào hỗ trợ cho người Ukraine, nhưng những tin tức này không nên tiết lộ ra bên ngoài, nó không mang tính chất xây dựng. Sau đó là cái lời phát biểu này được đưa ra sau khi mà một số cơ quan truyền thông của Hoa Kỳ đã đăng cái tin là các cái chiếc tàu chiến bị đắm trước đây của Nga và vị trí của các vị tư lệnh trong chiến trường của Nga đã bị tấn công bởi lực lượng của Ukraine là nhờ các tin tức tình báo tiết lộ từ phía cơ quan tình báo của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của cộng đồng quốc tế trong vấn đề liên quan tới Ukraine.
Trong khi đó, lần đầu tiên đài truyền hình cánh tả CNN đã làm một cái fact check về một cái sự nói láo của ông Joe Biden khi ông ta nói rằng là ông ta đã giảm được cái nợ công quốc gia. Ông Tổng thống Joe Biden đã hoàn toàn sai lầm khi ông ta muốn chiếm cái tín dụng cho rằng ông ta đã giảm được cái nợ công của chính quyền liên bang, một trong những cái đơn vị fact check của đài truyền hình cánh tả CNN đã cho biết như trên. Để tôi nói cho quý vị biết rằng tôi đã giảm được nợ của liên bang, đó là lời và sự thâm hụt của liên bang, ông Joe Biden đã phát biểu vào tuần trước. Và tất cả đều nói tới vấn đề thâm hụt từ lúc mà những người bạn của đảng Cộng hòa chúng tôi rất là thích, và tôi đã giảm 350 tỷ Mỹ Kim trong năm đầu tiên mà tôi đã làm tổng thống, tính cho tới cuối tháng 9, và sẽ được 1.000 tỷ Mỹ Kim, 500 tỷ Mỹ Kim, và nó sẽ giảm đi chưa bao giờ có. Đây là lời phát biểu của ông Joe Biden đã đưa ra. Ngay sau đó thì nhân vật được xem là fact check của đài truyền hình CNN đã lên tiếng và khẳng định rằng lời nói này hoàn toàn là một lời nói láo và không có đáng tin tưởng. Trong cái phần fact check này thì ông Dell là người đã phụ trách về cái phần fact check của đài CNN cho biết rằng việc giảm này, ông Joe Biden đã không làm bất cứ điều gì, mà ngược lại ông ta đã được thừa hưởng chính sách của Tổng thống Trump trước đây trong cái việc mà quản trị cái ngân sách của chính quyền liên bang do quốc hội cai quản, đó là cái cơ quan gọi là CBO, tức là Congressional Budget Office. Và tất cả những hành động của ông Joe Biden gần như không có làm bất cứ một điều gì để có thể làm giảm đi nợ quốc gia. Số tiền lên tới 2.800 tỷ bị thâm thủng từ cái tài khoá của năm 2021 khi mà ông ta bước lên trên cái ghế tổng thống, và trên 8 tháng 360 tỷ Mỹ Kim giảm thấp hơn ở số 3.100 tỷ Mỹ Kim trong cái tài khoá năm 2020. Và gần như là ông này chỉ ra cho thấy là hoàn toàn là nhờ vào cái chính sách giảm chi phí chính phủ của cái cơ quan CBO, tức là cơ quan quản trị ngân sách từ quốc hội của tòa bạch ốc do chính Tổng thống Trump đưa ra. Đây là lần đầu tiên đài cánh tả CNN đã có một cái cuộc fact check với lời nói láo của ông Joe Biden. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Trong khi đó thì một cuộc thăm dò mới nhất cho thấy đa số các cử tri là muốn khai thác thêm dầu và khí đốt trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Một cuộc thăm dò mới nhất cho thấy 60% cử tri Hoa Kỳ mong muốn rằng sẽ gia tăng việc mà khai thác dầu và khí đốt tại Hoa Kỳ, trong đó bao gồm luôn 47% rất ủng hộ mạnh mẽ cho cái luật này và khoảng 30% phản đối việc khai thác dầu khí ở tại Hoa Kỳ, và 11% thì nói rằng họ không có ý kiến. Trong cuộc thăm dò mới nhất này đã được thực hiện qua điện thoại bởi Viện Rasmussen Report và Heartland Institute cho thấy 82% các cử tri Hoa Kỳ lo ngại về tình trạng gia tăng về cái giá cả của năng lượng và giá xăng, bao gồm luôn 60% rất lo ngại và chỉ có 14% không lo ngại về sự tăng giá của vấn đề năng lượng. Trong cuộc thăm dò này, 52% cử tri tin rằng Quốc hội và ông Tổng thống Joe Biden phải tập trung vào việc gia tăng việc sản xuất và thăm dò và khai thác vấn đề năng lượng ở trên nội địa của Hoa Kỳ để giảm tình trạng giá xăng tăng cao. Chỉ có 38% nói rằng tập trung vào tình trạng giới hạn khí carbon và giảm đi tình trạng hâm nóng trên toàn cầu. Và đa số tất cả những người được thăm dò thì 89% của đảng Cộng hòa, 77% của đảng Dân chủ, 81% của những cử tri không rõ ràng, 84% thì của các cử tri người da trắng, 73% cử tri của người da đen, 79% người cử tri người Hispanic và 84% các cộng đồng thiểu số khác gần như đều lo ngại về mức gia tăng của giá xăng theo tường trình cuộc thăm dò. Và Viện Rasmussen cho thấy đa số những cái tổ chức cực đoan, bao gồm 62% người da trắng, 54% cử tri người da đen, 57% cử tri người Hispanic và 60% những cộng đồng thiểu số đã ủng hộ cho việc gia tăng khai thác dầu khí và khí đốt trên lãnh thổ Hoa Kỳ. 76% đảng Cộng hòa, 57% những cử tri không biết rõ ràng vẫn ủng hộ mạnh mẽ cho việc này. Chỉ có 46% đảng Dân chủ là ủng hộ, và mức này được xem là cho thấy là khá thấp đối với đảng Dân chủ. Đây được xem là một trong những cuộc thăm dò mới nhất giữa lúc mà người dân Hoa Kỳ đang trả tiền với giá xăng cao nhất trong vòng mười mấy năm qua. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay.
Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ, ngày hôm nay thống đốc tiểu bang Florida là ông Ron DeSantis đã ký một cái dự luật, trong đó yêu cầu các học sinh trong trường học là phải học hỏi và hiểu rõ về ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản. Thống đốc của tiểu bang Florida, ông Ron DeSantis, trong ngày thứ hai đã ký thành luật và yêu cầu tất cả các học sinh là phải học về sự tổn thương gây ra bởi chủ nghĩa cộng sản. Ông Ron DeSantis vốn là một tổ thống đốc khá mạnh mẽ của tiểu bang Florida. Ông đã ký cái dự luật này tại một cái tòa nhà gọi là Miami Freedom Tower. Trong đó ông nói rằng là đây là một trong những cần thiết để đưa lên thành dự luật, và giữa lúc mà nó sẽ có một cái ngày và sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 7 Tây tháng 11, tức là ngày toàn thế giới tưởng niệm những nạn nhân của cộng sản. Và luật này yêu cầu tất cả các học sinh từ high school và ở trong các cái lớp học ở tại Florida phải có ít nhất 45 phút mỗi một tuần để hiểu rõ về cái chủ nghĩa cộng sản và sự tác hại của nó như thế nào. Quý vị sẽ thấy được trong tất cả các khuôn viên của trường đại học, và các học sinh sẽ phải có một cái búa và đập tan cái dấu hiệu của búa và lưỡi liềm ở cái lá cờ của Liên bang Xô Viết. Đó là lời phát biểu của ông Ron DeSantis. Và quý vị sẽ nhìn thấy được các học sinh, sinh viên mà họ mặc những cái áo t-shirt với lại cái cuộc cách mạng của Florida, kể cả cái nhân vật gọi là Che Guevara. Với tôi, đây rõ ràng là một cái hành động tuyên truyền rất rõ ràng. Ngày 7 Tây tháng 11 là ngày tưởng niệm cái ngày mà năm 1917 Vladimir Lenin đã sử dụng cái hệ thống vũ trang để mà bắt đầu lật đổ chính quyền ở St. Petersburg của Nga và tạo ra một cuộc cách mạng gọi là cuộc cách mạng Bolshevik. Và trong đó thì ông Ron DeSantis cho biết là chính vì vậy chúng ta đã chọn ngày 7 tháng 11 là cái ngày mà tưởng niệm hàng trăm triệu nạn nhân cộng sản trên thế giới. Và cái luật này sẽ có hiệu lực chính thức vào ngày 7 tây tháng 11 sắp tới đây. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Florida. Trong khi đó thì thượng nghị sĩ Hatchinty lên tiếng cáo buộc cái đơn vị mới mà gọi là chống tin giả tin nhiễu của chính quyền Joe Biden là một đơn vị bất hợp pháp. Thượng nghị sĩ Bill Hatchinty của Đảng Cộng hòa tại Tennessee đã lên tiếng và nói rằng chính quyền của Joe Biden đã bắt đầu một cái đơn vị mới nằm trong cục an ninh nội địa mà họ gọi là Disinformation Governance Board vào ngày 29 tây tháng 4, là một cái hành động được xem là bất hợp pháp. Bộ An ninh Nội địa dưới sự chỉ đạo của ông Alejandro Mayorkas lần đầu tiên loan báo về cái đơn vị mới này, trong đó là mục tiêu nhắm vào cái việc mà ông Elon Musk đã vừa mua lại công ty Twitter với giá 44 tỷ Mỹ Kim. Và trong đó dường như là họ không cản trở được những tiếng nói đối lập ở trên mạng xã hội, đặc biệt là mạng Twitter. Do đó thì chính quyền của Joe Biden tìm cách kiểm soát giới đối lập bằng cách gán nhãn cho họ là Disinformation. Và việc này đã dẫn tới việc Cục An ninh Nội địa đã lập ra cái đơn vị này. Và ông Hatchinty nói rằng đơn vị này được lập ra một cách bất hợp pháp bởi vì nó chưa thông báo cho Quốc hội và sử dụng nguồn ngân sách nào. Và trong đó, dựa trên một đạo luật năm 1982 gọi là Anti-Deficiency Act của năm 1982 là đối phó với tình trạng sử dụng ngân sách của quốc gia để mà có thể chi ra cho những cái không cần thiết. Và trong đó nó đã được tu chính vào năm 1996 có cái tên gọi là Congressional Review Act, tức là thành lập bất cứ một cái đơn vị nào sử dụng cái nguồn tài chính của chính quyền liên bang đều phải được thông báo và đều phải được thông qua bởi quốc hội. Do đó đơn vị này được xem là một đơn vị bất hợp pháp. Đó là lời khẳng định của ông Hatchinty, là thượng nghị sĩ của tiểu bang Tennessee đã đưa ra. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, khối cử tri người Hispanic đã mất niềm tin vào đảng Dân Chủ. Trong một cuộc thăm dò mới nhất cho thấy các cử tri của người Hispanic trong cuộc bầu cử giữa mùa năm nay gần như là họ đã mất hẳn niềm tin vào những thành phần cấp tiến trong đảng Dân Chủ. Đây là một trong những cái lời tiết lộ mới nhất của một nhóm bảo thủ người Hispanic. Theo tường trình của trường đại học Quinnipiac University, trong cuộc thăm dò vào tháng 4 vừa qua, chỉ có 26% người Hispanic được thăm dò là chấp nhận cái vai trò tổng thống của ông Joe Biden. Con số được xem là thấp nhất so với bất kỳ một tổng thống nào của đảng Dân Chủ. Trong khi đó, thì tờ báo Epoch Times Anh ngữ đã nói chuyện với Santiago Avila,
là phó chủ tịch của cái cộng đồng và khối bảo thủ người Hispanic, gọi tắt là RNHA, tức là Republican National Hispanic Assembly, đã cho thấy những cái lý do tại sao người Hispanic lại mất niềm tin với đảng Dân Chủ. Trong đó họ chỉ ra cho thấy là sau gần 30 năm trước đây thì đảng Cộng Hòa được xem là giàu hơn đảng Dân Chủ. Nhưng 30 năm sau thì họ thấy rằng đảng Dân Chủ đã có những cái tài sản khổng lồ hơn cả đảng Cộng Hòa, và họ đảng Dân Chủ lại đi về hướng cực tả nhiều hơn, trong khi đảng Cộng Hòa lại có thêm cái tinh thần bảo thủ nhiều hơn. Và trong cuộc thăm dò này cho thấy tài sản của các chính trị gia đảng Dân Chủ trước khi bước vào chính trị và sau khi bước vào chính trị đã có một con số khác biệt. Và chính điều này, các cử tri người Hispanic cho rằng các thành viên của đảng Dân Chủ, đặc biệt là thành phần cấp tiến, đã sử dụng cái vị thế chính trị của mình để làm giàu thay vì là họ phục vụ cho công chúng. Và họ đã đối chiếu rất nhiều từ tài sản của ông tổng thống cựu tổng thống Obama trước khi ông ta bước vào chính trị và sau khi ông ta bước vào chính trị, tài sản của ông ta đã tăng lên rất nhiều lần kể từ khi mà ông ta trở thành thượng nghị sĩ ở tại Illinois trước khi trở thành tổng thống Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, họ cũng chỉ ra cái tài sản của ông Joe Biden trước khi mà ông ta trở thành tổng thống Hoa Kỳ và sau khi ông ta trở thành tổng thống Hoa Kỳ, cũng như là tài sản của một số thành viên đảng Dân Chủ khác. Điều nghịch lý là tài sản của các ứng cử viên và các dân cử của đảng Cộng Hòa lại càng lúc càng nhỏ đi so với tài sản của các dân cử của gốc Dân Chủ. Và chính điều này đã dẫn tới việc mà bất mãn của cộng đồng Hispanic đối với những kẻ chạy theo đảng Dân Chủ và sử dụng chính trị làm công cụ để mà trục lợi. Trong khi đó, vấn đề hợp pháp, không hợp pháp đối với di dân bất hợp pháp đã là một cái vấn đề của người Hispanic hiện nay. Trước đây, người Hispanic ủng hộ cho việc bảo vệ cho những di dân bất hợp pháp. Nhưng nay, với cái giá trị họ học hỏi từ Hoa Kỳ và sự tuân thủ luật lệ của Hoa Kỳ, chờ đợi tới mười mấy năm để bảo lãnh cho gia đình, so với những thành phần băng qua biên giới một cách hợp pháp và có thể nuốt được giai đoạn mười mấy năm để có được cái quyền cư trú tại Hoa Kỳ, cộng đồng Hispanic cho rằng đây là điều bất công đối với họ. Và do đó, họ dần dần mất niềm tin đối với lại các thành viên của đảng Dân Chủ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Thượng nghị sĩ George Hawley đã lên tiếng kêu gọi chính quyền Joe Biden là duy trì tất cả mức thuế đánh vào các mặt hàng của Trung Quốc. Thượng nghị sĩ George Hawley của Đảng Cộng Hòa tại Missouri đã lên tiếng yêu cầu chính quyền của Joe Biden là duy trì tất cả mức thuế đánh vào các mặt hàng của Trung Quốc trong lúc kêu gọi điều tra về các cái hoạt động của Trung Quốc trong vấn đề bất công mậu dịch, và chỉ ra trong một lá thư mà ông gửi cho bà Catherine Tai là người đứng đầu Bộ Mậu Dịch của Hoa Kỳ và đã được tờ Washington Examiner nhìn thấy. Trong lá thư gửi ra ngày thứ hai cho bà Tai, ông Hawley đã lên tiếng thúc giục là thời gian gần đây mức thuế dành cho Trung Quốc cần phải được duy trì để hỗ trợ cho giới công nhân của Hoa Kỳ và giúp cạnh tranh một cách công bằng với lại hàng hóa của Trung Quốc. Và ông nói rằng tình trạng này không thể bị thay đổi bởi vì Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng cái nguồn giảm thuế này để hỗ trợ cho những công ty của họ, và những công ty này đã cạnh tranh một cách bất công với các công ty của Hoa Kỳ. Bắc Kinh vẫn tiếp tục tái lập lại những vi phạm của họ trên cái quy tắc của cộng đồng quốc tế, và họ chưa bao giờ có được một cái hành động gọi là nghiêm chỉnh và nghiêm túc và minh bạch trong cái vấn đề mối quan hệ kinh tế với Hoa Kỳ. Nếu mà cắt giảm cái thuế này sẽ là một cái chiến lược sai lầm và nó sẽ gây hại cho giới công dân của Hoa Kỳ. Chính quyền của Tổng thống Trump trước đây đã áp dụng 370 tỷ Mỹ kim tiền thuế đánh vào mặt hàng của Trung Quốc dựa trên một cái luật đã được căn cứ năm 1974 gọi là Trade Act Section 301 theo tường trình của tờ Washington Examiner, và mức thuế này để áp lực Bắc Kinh phải chấp nhận tất cả những cái quy tắc của cộng đồng quốc tế và phải minh bạch trong tất cả những cái luật lệ về thương mại của họ, và kể cả những cái trò gọi là gian lận về thương mại và có những cái hành động bất công về thương mại vi phạm vào tài sản trí tuệ của Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những cái lá thư mới nhất của ông George Hawley đã gửi cho bà Catherine Tai, người đứng đầu Bộ Mậu Dịch của Hoa Kỳ, và yêu cầu không nên giảm thuế cho bất cứ một món hàng nào của Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Trung Quốc. Cùng một lượt thì Hoa Kỳ đang tìm kiếm xây dựng một cây cầu giữa khối Âu Châu và Á Châu trong chiến lược Indo-Pacific,
Đó là một trong những tiết lộ của viên chức hàng đầu của Tòa Bạch Ốc. Hoa Kỳ sẽ làm việc để mà phối hợp một cái chương trình mới về an ninh và kinh tế, trong đó sẽ thúc đẩy đối tác giữa Âu Châu và các quốc gia Á Châu, gia tăng cái việc mà gọi là tách rời khỏi cộng đồng thương mại với Trung Quốc. Đó là lời phát biểu của một viên chức cao cấp đặc trách về Á Châu của Tòa Bạch Ốc. Một trong những đóng góp quan trọng của chúng tôi là trong cái việc mà ổn định cái khu vực Indo-Pacific và tiếp cận với khu vực này là có thêm căn bản giữa các đồng minh và đối tác. Ông Kurt Campbell, một phối trí viên của Tòa Bạch Ốc đặc trách về cái chiến lược Indo-Pacific đã cho biết như trên. Ông Campbell đã đưa ra lời phát biểu này vào ngày 9 tây tháng 5 trong một cái cuộc nói chuyện về cái chiến lược đối thoại ở khu vực Indo-Pacific được tổ chức bởi tổ chức CSIS, tức là Center for Strategic International Studies, ở tại trường đại học có tên gọi là Free University of Brussels, và đặc trách về vấn đề an ninh, ngoại giao và chiến lược. Ông Campbell cho biết rằng là Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy việc nối kết và làm một cây cầu nối kết giữa các quốc gia trong Liên hiệp Âu Châu với các quốc gia tại khu vực Á Châu, bao gồm cả Đông Bắc Á lẫn Đông Nam Á, để tiếp cận nhiều hơn và thực hiện những cái cuộc hợp tác nhiều hơn, cũng như thành lập ra những cái vùng mậu dịch tự do hơn để đối phó lại với cái sự gọi là bành trướng của Cộng sản Trung Quốc. Và việc này là cần thiết, và chúng ta phải nối kết những quốc gia Âu Châu và những quốc gia Á Châu để có thể thực hiện trọn vẹn cái chiến lược Indo-Pacific, mà trong đó chiến lược này mục đích là tách rời Trung Quốc và tách rời nền kinh tế của Trung Quốc ra khỏi nền kinh tế của cộng đồng quốc tế, sau khi Bắc Kinh đã có những hành động được xem là vi phạm trầm trọng rất nhiều những quy tắc của quốc tế. Nhưng có nhiều quốc gia đã có quan hệ mật thiết về kinh tế với Trung Quốc đã nhắm mắt cho chuyện này. Và với cái chiến lược mới Indo-Pacific, hay còn gọi một cái tên mới mà ông Joe Biden đã đặt cho là IPEF. IPEF tức là Indo-Pacific Economic Framework. Đây là một cái tham vọng của ông Joe Biden thành lập một cái lực lượng đối trọng kinh tế đối với Trung Quốc ở tại khu vực Á Châu, Thái Bình Dương. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và Liên hiệp Âu Châu cũng như Nhật Bản đã bắt đầu đoàn kết để chống lại cái sự gọi là bức hại của Nga và của Trung Quốc trong cái hội nghị thượng đỉnh mới nhất. Liên hiệp Âu Châu và Nhật Bản đã làm việc chung trong việc mà họ tìm cách tránh dần ảnh hưởng của cả Bắc Kinh và tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh trong cái chiến lược Indo-Pacific, đồng thời có sự nổi giận về việc mà Trung Quốc đã có những cái hợp tác không giới hạn với Nga. Trong hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Tokyo vào ngày thứ Năm, các lãnh đạo thành lập một cái phương thức để mở rộng các cuộc hợp tác, bao gồm cả mậu dịch, kỹ thuật và cái nguồn cung cấp. Và cái phương thức mới này dự tính là sẽ có đầy đủ nguồn cung cấp mà không cần lệ thuộc vào tất cả những cái nguồn cung cấp nguyên liệu từ Trung Quốc hoặc từ Nga, trong đó bao gồm các kỹ nghệ semiconductor, tức là ngành chất bán dẫn trên toàn cầu, artificial intelligence, tức là về sản phẩm trí tuệ, cyber security, tức là về an ninh không gian mạng, hệ thống phát triển 5G, 6G về internet, và đồng thời sẽ có những cái khu vực được xem là cover, là tức là bao phủ hoàn toàn ở khu vực EU của Hoa Kỳ, đặc biệt là trong vấn đề mậu dịch và kỹ thuật. Họ sẽ thành lập một vài ngày sau đó ở tại Paris, và cuộc chuẩn bị này là để đối phó với cái tình hình kinh tế mới mà họ gọi là kinh tế điện tử. Trong đó thì họ đã dành rất nhiều tín dụng cho Nhật Bản về việc mà Nhật Bản đã đi đầu trong việc đã có những cái lệnh cấm vận toàn diện đối với Nga, và trong đó nói rằng Bắc Kinh cũng phải chịu trách nhiệm cho việc hậu thuẫn cho Nga, đặc biệt là cái mối quan hệ thân thiết của Bắc Kinh đối với Nga. Những gì xảy ra Âu Châu ngày hôm nay cũng có thể xảy ra tại Indo-Pacific vào ngày mai. Một viên chức cao cấp đã nói trong điều kiện giấu tên cho biết như trên, với cuộc xâm lăng tại Ukraine của Nga và tất cả các mối quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh là một điều mà nó dẫn tới sự cam kết chặt chẽ hơn giữa Âu Châu, và vai trò của họ sẽ được tăng cường tại khu vực Indo-Pacific, và Nhật Bản đương nhiên là một đối tác và là một đồng minh quan trọng tại đây. Đó là một trong những cái cuộc hợp tác mới nhất của Nhật Bản và Liên hiệp Âu Châu nhắm vào trong cái việc hợp tác của Nga và Trung Quốc. Trong khi đó, các nhà phân tích quân sự đã đề nghị Đài Loan là phải gia tăng cái mạng lưới quốc phòng về phía đông của họ. Đài Loan cần phải gia tăng cái mạng lưới quốc phòng của họ về phía đông giữa lúc mà các hoạt động quân sự của Trung Quốc gần đây có dấu hiệu đe dọa. Đó là lời phân tích của các nhà phân tích đã đưa ra vào hôm thứ Bảy. Chen Wenjia,
được xem là một giáo sư giảng dạy tại trường đại học có tên gọi là National Changing University và đặc trách về vấn đề quốc tế, nói rằng trong thời gian gần đây, các cái sự xâm nhập về vùng nhận dạng phòng không của Cộng sản Trung Quốc và cuộc tập trận của hàng không mẫu hạm Liêu Ninh cùng với lại các cái khu trục hạm của họ ở bờ biển phía đông của Đài Loan đang là một thách thức trực tiếp tới Hoa Kỳ, Đài Loan và Nhật Bản cũng như cái chiến lược Indo-Pacific. Và việc này, Đài Loan cần phải tăng cường mạng lưới quân sự của họ ở phía đông nhiều hơn. Hiện nay thì Đài Loan đang tập trung mạng lưới quân sự của họ ở phía tây, tức là đối diện với Trung Quốc. Tuy nhiên, cửa biển phía đông của Đài Loan có vẻ như là có khá lỏng lẻo ở khu vực này. Gần như là Nhật Bản đã đảm trách rất nhiều những cái cuộc tuần tra về an ninh. Lực lượng tuần duyên của Nhật Bản vẫn thường xuyên có mặt tại nơi đây và giám sát khu vực này. Trong khi đó, Đài Loan lại tập trung vào bờ biển phía tây của họ, nơi thường xuyên bị xâm nhập bởi vùng nhận dạng phòng không của họ bởi Trung Quốc. Và hiện nay thì Đài Loan có vẻ như đã vẫn lơ là trong cái mặt biển ở phía đông của họ, tức là ngoài Thái Bình Dương. Và điều này sẽ gây nguy hiểm cho Đài Loan, đặc biệt là cuộc tập trận của hàng không mẫu hạm Liêu Ninh cùng với 6 chiếc khu trục hạm của Trung Quốc trên phía tây của Thái Bình Dương, có nghĩa là nơi đây là cái nơi mà từ phía đông ở phương của Đài Loan, và điều này có thể sẽ gây nguy hiểm cho Đài Loan. Đó là lời cảnh báo của các chuyên gia về quân sự ở tại tình hình eo biển Đài Loan. Và cuối cùng, kết quả bầu cử Philippines đã có và ông Bongbong Marcos đã thắng một cách vẻ vang và quay trở lại quyền lực sau gần 40 năm gia đình của ông ta mất quyền lực. Ferdinand Bongbong Marcos Jr., con trai của nhà độc tài Ferdinand Marcos, đã chính thức chiến thắng vẻ vang trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày thứ hai, và kết quả sơ khởi đưa ra cho thấy ông đã thắng với cái mức gọi là landslide, tức là thắng lớn. Một cái cuộc thăm dò và một cái cuộc cho thấy rằng là ông ta đã đạt được khoảng chừng 27.5 triệu cử tri và chiếm gần như là đa số so với những ứng cử viên còn lại. Ông Marcos Jr. đã đạt được 29.9 phần triệu lá phiếu, gấp đôi so với đối thủ của ông là Lenny Robredo, và là phó tổng thống là chỉ có được có 93.8% của tổng số tất cả các tuần phiếu đã được đếm. Và như vậy thì Ferdinand Marcos Jr. đã trở thành tổng thống của Philippines sau gần 40 năm. Gia đình của ông đã bị đẩy ra khỏi quyền lực sau cái gọi là cái cuộc trỗi dậy của quyền lực dân chúng ở cuối thập niên 80, dẫn tới cả triều đại của gia đình ông đã bị sụp đổ, và sau đó là bà Aquino trở thành tân tổng thống của Philippines. Nay thì Ferdinand Marcos đã quay trở lại chính trường và chính thức trở thành tổng thống sau cuộc bầu cử này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Philippines ngày hôm nay, và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin cập nhật buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào mọi người và chúng ta gặp lại sau. Bye bye!